tông môn cái ông nghệ sĩ cóc này. Mình đi chia tiền nhưng mình phải ăn cắp ăn trộm đâu mà phải chui vào cái chó thành này. Nợ nần nhiều bây giờ tao chỉ chui ở đây để cho nó chết ấy. Ừ. Chứ ông đi chết thì đi chết với mình, như bây giờ cả đoàn ngồi sau này. Tao không chết thôi chứ tao mà chết thì cả đoàn phải chết cùng tao cho nó vui nhá. Nghe tin này. Đấy. Từ từ thôi. Kìa. Bảo bình tĩnh cái gì. Không kiểu gì với ích kỷ đi. Nhanh lên. Nhớ đóng cửa, đóng cốp vào nha. Đi đây, đi vào đây, vào đây. Đấy, anh chị em xin mình vào đây hết chưa nhỉ? Đấy, đủ, đầy đủ hết rồi. Nào. Cả đoàn mình tập trung vào đây để tôi nghe tôi phổ biến đây này. Đấy, cái nghệ sĩ Nhật Tinh Ngao nhá. Đây này, mình phải giúp ở đây cho nó kín đáo. Nên chia tiền cho nó mới đàng hoàng. Chứ không bọn bảo kê nó mà biết hôm nay mình có đi sâu trộm mà nó cắt phế không chết tiền. Này, lúc em nai chim, thằng kê nó comment nó bảo lúc nào xong thì gọi nó, nhưng em kệ bố nó. Mà nói ra thì đấy, điên cái thằng này. Cái thằng phê ngáo này rất là ngu đó. Người ta đi đánh thô trộm thì phải kín đáo, thằng này nó nai chim lên. Hóa ra này bảo các anh ấy đến đây mà thu phế à? Mà tông môn như ông chứ hôm nay được. Ông thổi 4 năm bài nào rớt dãi nó phòi ra khỏi mồm cái kèn. Ghê hết cả người. Đúng. Vừa thổi kèn lại vừa ngắm hot girl. Làm sao mà không sẻ dãi ra được. Đấy. Thế bây giờ này. À đấy, nhìn thế này biết có việc luôn. Mày quá. Hôm nay cái con Thiên của tôi nó vừa hỏi bố cho con xin tiền mua quần áo. Thôi Campuchia luôn con về. Chia đi anh. Qua thì đến đây để chia tiền chứ có phải đến đây để đứng đầy với nhau ở đây đâu. Ừ. Tinh thần thì là tôi hôm nay là chia đều cho cả đoàn. Là ai mất nhiều sức thì người được hưởng nhiều hơn. Đấy, thì bây giờ tóm lại là chống năm củ đấy con này. Đấy, chia đều. Chống phải năm củ. Mọi người bình tĩnh nào. Để im tôi giải thích như thế này. Riêng tao ấy vừa đánh đàn guitar vừa đánh óc năm củ không được. Chia đều nào. Anh đánh hộ em có mỗi một bài thôi mà sao năm củ là không công bằng. Đây nói rách cả mồm, hát khô cả họng cũng phải năm củ này. Đây thổi kèn phòng cả mồm cũng phải 5 triệu nhé. Anh ơi, ai cũng đòi năm củ, nhóm nhảy của em quẩy từ sáng giờ rách hết cả đuôi. Ai đòi năm củ thì bọn em treo mõ mà. Thôi, không cãi nhau nữa. Khổ quá. Người ta bảo là phải bình tĩnh như lúc chia tiền. Đấy, mình toàn anh em chị em nghệ sĩ với nhau, cả toàn người trong nhà mà cãi nhau cứ như mổ trâu mổ bò ấy. Cứ treo mõm suốt từ Tết đến giờ, bây giờ mới kiến mới tí tiền thì bắt đầu là mất đoàn kết. Thế bây giờ này, tôi phải bỏ ra 10 triệu để trả là cái tiền lãi trang thiết bị âm thanh ánh sáng được phục trang của các bố các mẹ này. Thế còn 5 triệu trống thì không nói gì. Thế còn lại là đoàn mình 9 người, cô bảo không ạ? Thì cứ chịu đề cho 9 thế là xong chứ có cái gì đâu mà. Này, nó kiểu gì ấy nhỉ? Cả một cái thu to như thế mà bây giờ quỳ ra mỗi người tứa được 1 triệu. Thế này thì làm ăn to thì. Thế sao anh không ở nhà đi đừng kêu? Đang tính ở nạ. Ôi giời, hình như này, hình như là xe của bọn thằng bảo kê. Thôi đúng rồi. Chết mẹ. Sao cái bọn này nó lại đánh hơi nhanh thế nhỉ? Mình đi đánh xô trộm một phát rồi mà nó biết được. Thôi bây giờ này nhá. Nếu mà bọn nó biết hôm nay mình đi đánh xô trộm thì thống nhất anh em là mình cả đoàn mình này đi xô được có 5 củ đấy nhá. Nhất trí chưa? Nhất trí. Nó mà biết hôm nay mà mình thu về 25 củ nó thu phế chết tiền đấy. Đại ca xem phải bọn nó kia không? Hình như là xe của bọn Vượn Nhạc Biển Vàng. Bọn chó này muốn quyệt tiền phế ra mà trốn vào tận đây. Thằng Tín, thằng Dụng. Dạ. Xuống xem nếu đúng là bọn Vượn Nhạc Biển Vàng. Đánh phủ đầu nó rồi đưa lên đây cho tao. Rõ.
thôi này. Vừa thấy bọn nó ở đây, giờ đã không thấy bóng dáng bọn nó đâu rồi. Thôi quay về báo đại ca đi. Bây giờ về báo đại ca. Đại ca chịu chết, đi tìm đi. Đi đi, ôi giời. Nhanh lên cốc ơi. Bọn nó mà đóm được thì có mà chết liền ấy. Đồng môn mà ít mồm thôi, nghệ sĩ gì mà nắm mồm thế. Thì tao đang nhanh đây nhưng mà có nhanh được đâu. Thì tao bảo thế, con làm sao mà cốc. Xe cả huyện người ở đây. Bà mẹ đây cũng leo được lên. Ôi, thế nào này, thế nào này. Ngồi im. Đừng có kêu, ngồi im. Cốc ơi, người nó cao. Cao như đằng cao nó có nhỏ đi. Cả đoàn đỡ nó đánh. Trời ơi, chết cả đoàn. Biết rồi, đang lấy đà. Ngồi im, tao lấy đà đi. Ôi cần đến nhà tao kêu, tao kêu, tao kêu. Ôi kêu la cái gì? Xuống ổn đi. Xuống. Thằng hay cáu. Xuống lên đi. Nhanh lên, nó đuổi được chết tiền. Ra đi các em. Ra đi, ra đi. Ra đi lên. Lên lên lên. Ý vui ơi. Thợ quá. Thế thế bỏ cái tay ấy. Đặt. Nào, quan tâm. Đây, 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 đây. Nào, tập trung vào. Đây, đây, đây. Đánh đầu nha. Đánh 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 đánh. Thằng đừng đi chơi, cố lên đi. Chết mẹ bọn bảo kê tín dụng mày. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Dạ, em chào các anh ạ. Bọn mày giỏi thật. Có xô đám cưới mà không khai báo, định trốn phế hả? Đâu tốn gì đâu. Vựa nhạc biển vàng của chúng mày chậm lãi của tao là 6 tháng rồi. Riêng tiền lãi là 25 triệu. Vâng em biết rồi. Báo cáo anh bảo kê tín dụng ở đây này. Suốt từ Tết đến giờ Covid cô veo. Bọn em đói dài răng ra. Làm gì có xô trọng gì đâu mà trốn phế. Mà bọn em xác định rồi. Làm được cái gì dù nhỏ hay ít nhưng bọn em vẫn phải dành để giả các anh. Kể cả toàn chết tối bọn em cũng vẫn phải gửi trên canh có đúng các em đấy. Không xô không chậu mà ăn mặc đi biểu diễn thế này à? À ôi trời. Báo cáo đại ca thế này. Ôi tự dưng đêm hôm qua là thằng Nhật Tinh Ngao nó bịa ra được cái bài Bôi Da Dô, thế là nó hát thì bọn em thấy cũng mùi mẫn, thế bảo hôm nay quay cái MV để PR cho vựa nhạc, thế là bọn em vào cái lò gạch kia quay. Thế nhưng mà chưa kịp quay thì úi giời cái bọn là nó phóng uế đâu. Hồi không chịu được thì bọn em đang tính đi chỗ khác ấy chứ. Thằng này là lòi phét đấy đại ca. Thằng Tín thằng Dụng vừa hôm nay bắt quả tang bọn này đi diễn đám cưới xong. Đánh đánh đám cưới nào? Mà đấy thằng cốc vầu ấy nhỉ. Tao đã bảo rồi mà. Riêng cái bọn này á, mắt nó cực tinh, tai nó cực thính. Mà mồm nó bằng đồng, mõm nó bằng nhôm. Cái gì nó chẳng biết. Mày tự nhiên mình. Thằng kia im mồm. Dạ vâng em im rồi em nói gì đâu. Mày nói ai là mõm nhôm đồng đấy? À ý là em khen các anh chứ có nói xấu các anh đâu. Ý nhá, mồm nhôm mõm đồng là cái mồm nó chắc chắn. Nói một là một, nói hai là hai. Chúng mày có muốn làm ăn ở cái đất này được không? Chả ở đây có chứ, không làm ăn đây làm ở đâu.
Anh bảo nó làm ở chỗ nào? Làm làm sao? Con làm ở mắt. Thằng Kê. Dạ. Thằng Tín, thằng Dũng. Khóa mõm con cẩu kia lại cho tao. Thôi thôi, đừng đừng đừng. Em xin các anh tự tin đừng manh động. Nói thật sự một câu nét đuối này này. Thật sự là cái thô này đúng bọn em kiếm được 25 triệu. Thế thì bây giờ đang muốn đả các anh chút cái gì đâu. Các anh định đánh con em. Tao muốn mày. Cái gì? Số có 5 triệu mày bảo 25 triệu lấy 25 triệu đúng ra bây giờ. À đúng rồi em quên. Số có 5 triệu có vẻ các em. Đúng ạ. Thôi cứ bỏ ngay. Bây giờ thô đúng là có 5 triệu thì cắt thuế cho các anh 500. Chứ bây giờ bọn này mà nó đụng tân đụng tay vào nó thật sự là nằm viện thì chết tiền. Mày nói ai là bọn này đấy? Đâu em nói gì đâu. Em nói các em diễn viên là bọn này. Em bảo gì chúng mày? Ai mà gì với các anh? Dạ vâng em, bọn em cũng chả giấu gì các anh. Tôi chẳng may thì bọn em đánh trộn được một cái xô đám cưới có 5 triệu thôi. Thế bây giờ bọn em cắt thuế giả các anh 500 là xong chứ có cái gì đâu mà. Ôi giời, cái gì đây? Dạ. Đếm cho tao xem chỗ này bao nhiêu. Vâng. Ôi, cũng chả giấu gì anh nè. Bọn em cũng đi vừa đi vay ở chỗ khác để mua cái âm thêm cái âm ly cho nó kêu to á mà. Im. Bọn này đếm chuẩn phết đại ca. Vừa tròn 25 củ. 25 triệu. Coi như là tiền lãi. Cái xô này tao bo lại cho mày 5 lít. Tổng môn cái thằng cóc bầu nghệ sĩ kia. 25 triệu thì mình giấu đi tự nhiên mày nòi ra để bọn nó đập hết cả rồi. Thế bây giờ treo mõm hết cả đoàn thế này. Ôi trời ơi, chết tiền. Doa hãy nói rằng em rất nhớ anh. Doa hãy nói rằng đóng cửa đi. Em không có anh. Cô chú đi đâu đấy? Cô chú đi đâu? Có việc gì đấy? Nhà anh đi có việc. Bác đi lấy giống ở đâu về đấy? Ôi giời ơi, đôi đi tu tùn tụt tí vì thịt ở trại lợn nhà ông Sẹ đấy. Mà tôi đặt hàng mấy tháng nay rồi. Cha bố nhà nó, lợn giống gì mà đắt hơn cả vàng ròng. Ô hay, sao bà không bảo nó ship về đến tận nhà mà phải lên tận nơi mà lấy làm gì cho vất vả? Sao lại ship được? Chú này, mua lợn giống mà lại ship. Ship nuôi làm sao được? Tôi phải đến tận trại nhá, tôi chọn nhá. Chú ra đây xem này. Xem nào. Này nhá, tai lá mít nhá. Mít lồng bàn, sướng chưa? Tôi đặt tên là con này là con Tân Hợi này, con này là con Kỳ Hợi này. Đấy, Tân với Hợi có hay không? Chú thấy tôi tài chưa? Giỏi chưa? Bác đặt cả tên cho lợn á. Chị An, lợn đắt như thế thì trịnh trọng nó chứ. Tối nay á, tôi còn phải làm 2 con gà để làm một cái lễ cho nó nhập chuồng nhá. Thôi thôi thôi, không nói với cô chú, vào đây, tôi mời ít cám, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Ôi dồi ôi, nhiều hàng quá nhỉ. Ôi dồi, nhiều quá. Này, dạ. Hàng cũ hay hàng mới? Ôi dồi, bác về, hàng nhà em toàn hàng mới về đấy bác ạ. Thảo nào, mới gì cứ thơm phức lên nữa. Cho tôi 5 bao Meji S200 cộng, chở ngay vào cho tôi 1 bao cám vịt nữa. Ui dồi ôi, hôm nay em bận em không chở vào cho bác được đâu. Thế thì tôi lấy trước 2 bao. Mà tôi nói cho cô chú biết nhá, đừng có kêu. Tôi đi từ ở trại lợn về đây, bao nhiêu hàng cám mời tôi, mời đứt cả lưỡi mà tôi không mua. Tôi thích mua cám nhập Phú Sĩ đấy. Làm gì được tôi, có bán không thì bảo. Ôi giời ơi, không bán cho bác thì bán cho ai? Thế thì mà em nói thật với bác nhá, không chỉ bác đâu, tất cả các trang trại lớn trong cái khu này ăn cám nhà em hết. Biết rồi, không phải nói. Meji S200 cộng, không có phụ gia, không có chất cấm. Lợn bao lớn, lợn thì thơm, được giá, đúng không? Thế mà cách đây 2 tháng bác không vào lợn, Tết bác xuất, có mà làm được cả mớ. Chả nói dấu gì cô chú, cái con xiên ấy, nó lớn rồi. Tôi cho nó nuôi 2 con lợn này, mới đàn vịt, để nó có củ hồi môn. Bây giờ nó lớn rồi, nhỡ nó lấy chồng nó phải có tí vốn chứ cô chú nhỉ? Ừ, thế mà không nghĩ ra. Này bác. Hả? Thế là con xiên nhà bác nó đến tuổi cập kê rồi à? Rồi. Con bé xinh đáo để đấy nhá. Xinh. Hay là bác gả nó sang cho em, cho nó làm vợ thằng cả nhà em được không? Cô nói thật hay cô nói đùa đấy? Em nói thật đi chứ. Cấm nó phép nhá. Ừ. Rồi ôi, thế thì hay quá.
Nó mà được là cô dâu, con dâu phải làm cô chú á, thì còn gì bằng để tôi về tôi bàn lại với thằng Ngao bố nó. Vâng. Rồi tôi cất tôi sang bên này nhất. Vâng. Thế mẹ con Xiên về có cho bố con thằng Ngao đồng nào không? Sự bố còn mất đấy, còn mất dạy tôi muốn nhà nó. Nó về mấy tháng nay mà nó không nhìn mặt con gái nó cơ. Ôi giời ơi, cái loại đàn bà mất nét. Đúng. Cái loại đàn bà vô lương tâm. Đúng rồi. Cái loại đàn bà nhân tâm phải. Thú vật cũng không bỏ con như thế. Đúng rồi. Này em nói thật với bác, cái bác là lành đấy. Gặp phải dâu nhà em thì á, khổ lắm cơ. Đúng rồi, đúng rồi. Nó cả hàng nghìn mảnh như thế này đấy. Sự bố nhà nó, cái loại đàn bà nhá, bỏ chồng bỏ con mà đi theo dai nhá, không thể sực được. Phải không chú Sĩ? Đúng rồi nhá. Mà bác thì cũng không biết dạy con cơ. Kể cả cái thằng con bác cũng không biết được mà dạy vợ. Nói chung là nhà bác không ra một cái gì cả. Không biết dạy dỗ nhau. Cô đừng nói thế nhé. Cô đừng nói nhà tôi nhé. Cô chỉ thế. Cô không được nói nhà tôi nhé. Tôi không muốn nói như thế. Đừng có láo nhá. Cô nói tôi không biết. Cô không được nói nhá. Thôi. Đừng có láo nhá. Đang tâm sự tự nhiên cãi nhau làm thế nào? Không được dính đáy nhà tôi. Bà này. Thì kệ nhà bác. Ai thèm nói. Chứ không à. Khổ quá. Hai bà đang tâm sự tự nhiên lại xảy ra cãi nhau là như nào? Đâu? Cãi nhau đâu? Đang tâm sự đi chứ. Đang tâm sự phải phiêu. Phải phiêu thì nó mới phê. Nhà bác phiêu. Phê. Em bảo này, tối nay em lại rảnh đấy. Em lại sang nhà bác chúng mình tâm sự nhá. Cho nó phiêu nhá. Lại phê nhá. Thôi tôi về đây. Chú mang cho tôi hai bao cam trước đi. À rồi. Nhá. Đây. Em bê cho bác hai bao S200 cộng. Về trước còn lại bao nhiêu tối em bê sang nốt. Bác ơi. Ơi. Nhớ để con Xiên cho nhà em nhá. Rồi. Ôi trời ơi, tâm môn nhà mày, đường lạc mày đi thế à? Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Cháu xin lỗi bác ạ. Bác ơi, bác có bị làm sao không ạ? Sao làm cái gì? Ôi trời ơi, tôi chết rồi rồi. Mày làm sổng mất thằng thân của tao rồi. Tận nào ạ? Thằng này thì chết tiền. Tần nào ạ? Cháu thấy bác đi có một mình, có đi cùng ai đâu ạ? Cháu thấy một con lợn chạy ra các đằng kia thôi ạ. Đó là thằng Tần hợi của tao đây. Mấy thằng mày đuổi cho tao đi. Cùng chết tiền nhanh. Dạ vâng, để cho bác ạ. Nhẹ nhàng tia nắng long lanh qua hàng mi, cái nụ cười em tươi lung linh trên phố. Ngại ngùng như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời, tình yêu đầu tiên là em. Tình yêu đầu tiên là em. Yeah. Vui là con gái à, vui là con gái à. Yeah. Xấu quá. Được quá. Con này hỏng rồi. Cứ cái đà này là bố con mình đi tha thế nào ạ? Ông tin mày, ông lạy mày, cả cái lò nhà này không có một đứa nào mắt xanh mỏ đỏ như mày cả. Mày chùi ngay đi cho ông nhờ, nhá. Ông này, ông á, không thấy con lớn rồi, bây giờ con phải điệu đà một tí chứ. Ông mà cứ khắt khe như thế thì bao giờ con mới lấy được chồng. Mày mà cứ điệu đà thế này, nhỡ có thằng nào nó táy máy, ảnh nhà đấy chết tiền. Ông này, chẳng nhẽ bố con là nghệ sĩ, con lại không được ăn diện một tí à? Nghệ sĩ, chẳng qua là cái thằng công nhân gảy đàn bậc 3/7. Nghệ sĩ cái gì? Mà này, ông cấm mày đi theo cái vết xe đổ của thằng bố mày đấy. Cái nghề đàn ca sáo nhị ấy, không giàu được đâu. Tướng gì? Thế thì con chỉ cần lấy một anh chồng thật giàu là được chứ gì?
Nghĩa là mày muốn lấy chồng rồi chứ gì? Cứ từ từ để ông ngắm xem ở trong làng này này, có cái thằng nào ấy nó khá khá một tí rồi ông tìm hiểu trước cho. Chuyện đấy ông yên tâm, con đã tìm được một anh nhà mặt phố, bố làm to hoành tráng lắm ông ạ. Thế thì tốt, nhưng bây giờ ấy vẫn cứ phải tìm hiểu thật kỹ, bởi vì cái bọn thanh niên trên phố ấy bây giờ nó chém gió cứ phần phật ấy. Không quàng khăn quàng khố nào là chết nhét đấy con ạ. Ông cứ yên tâm, bạn trai con ý là doanh nhân xịn, chứ không phải mấy cái thằng chém gió liều tiểu ở làng mình đâu. Không biết, không biết. Cứ phải tìm hiểu thật kỹ, cứ phải để ông mục sở thị. Không là thiết tiền. Ôi! Ôi trời ơi, bố con thằng ba kia nó giết tôi. Ôi làng nước ơi, con nở nó hiếp tôi. Ôi trời ơi, con nở nó hiếp chết tôi rồi. Ôi trời ơi. Anh gì ơi, anh gì ơi. Ôi, anh có bị làm sao không ạ? Không. Anh có cần tôi giúp gì không? Ông đấy cần. Mẹ cha cái con nợ này, mày đúng là cái đồ lăng loạn. Mày là đồ mất dạy. Ông tát cho mày rơi răng đây nhá. Anh ơi, em xin anh đừng đánh chị ấy, tội nghiệp anh ơi. Mày là con bệnh đó hả? Mày đúng là đồ lăng loạn. Mẹ cha cái làng vũ đại. Mẹ cha cái thời đại 4.0. Không tình, không tiền, không cha, không mẹ, không nhà. Mẹ cha cái thằng đẹp trai hơn ông. Mày định vào đây mày cướp con nợ của ông à? Không, thế nào? Có thằng con nợ trong không? Bà ơi, chạy nhanh lên, trong này có thằng điên đấy. Đúng rồi, có thằng Chí Điên. Mẹ cha thằng nào là thằng Chí Điên? Mẹ cha đứa nào chửi tao là thằng Chí Điên? Ôi trời ơi, thoát chết rồi. Thằng Chí, con bà Phèo, con điên về tình đấy. Ui ra là thế. Khiếp. Này, mày có nghe thấy tiếng ịt ịt đâu? Con có nghe thấy tiếng gì đâu? Con dai gì mà tai kém tắm thế? Bác còn nghe thấy. Đây này, nghe nhá. Đấy, ịt. Đấy. Đấy. Đấy này, thấy chưa? Thấy chưa? Con nghe thấy rồi. Ôi, thằng Tân của tôi đây rồi. Bắt. Bắt này con. Bắt cho bác. Bắt ngay cho bác. Thằng Tân đây rồi, Con bắt được nó rồi, mày quá. Vừa thoát được thằng Chí, lại bắt được thằng Tân. Con thế không? Hai đứa kia. Mày đứng lại cho tao. Ai cho chúng mày ăn cho lợn của nhà tao hả? Hai đứa kia, con xin lỗi với thằng hèn, đứng lại tao giết mày. Lúc đấy buồn cười cực nhá. Anh lái xe sang nhà em. Thế là xong, bắt đầu anh gặp một bà to béo, giọng cứ quắc 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 đấy. Là anh bóp còi to quá, bà ấy giật mình, bà ấy làm sập con lợn. Ừ. Xong rồi bắt đầu bà ấy bắt anh phải đi tìm con lợn đền cho bà ấy. Ừ, xong sao nữa? Nhưng mà bà ấy còn đặt tên cho cả lợn cơ. Thế là anh với bà ấy đi lùng lợn đấy. Xong bắt đầu là đi vào một cái nhà hoang. Thế là gặp ngay một thằng điên tình. Nó cầm dao, nó lùa hai bà cháu chạy toán loạn lên đấy. Này, xia đây. Dạ. Sao ông nội em cứ đi theo hai đứa mình mãi đấy nhở? Ông à. Ông ơi. Ơi, gì? Sao ông cứ đi theo bọn cháu mãi thế ạ? Cháu ông ạ. Ông đi theo để ông canh cho chúng mày. Ông
Ông cứ đi theo bọn cháu mãi thế á, bọn cháu mất hết cả tự nhiên đấy. Ừ, tao đi suốt từ đầu kia đến đây, tao có thấy chúng mày mất tự nhiên đâu. Vẫn cầm tay. Ông này. Mà này, Phán. Dạ. Ra đây ông Bảo ơi. Ra đây ông Bảo. Dạ. Ngồi vào đây. Ngồi đây ạ. Chứ từ lúc nãy là cứ đi ở chỗ kia không biết mỏi chân à? Hả? Mà hơn nữa là cái chỗ này là chỗ đối với ông với cả bà nội con Xiên là chỗ cực kỳ đặc biệt đấy. Là như thế nào ông? Tức là chỗ này ngày xưa ông với bà nên duyên là ở đây. Ồ thế à? Ừ. Chuyện là như nào ạ? Tức là hồi ấy nhá, ông mới định bơi sang bên làng bên kia để tán gái. Thì ông vừa mới cởi hết quần áo ra định bơi thì thấy bà nội con Thiên lóp ngóp vật vờ ở chỗ cái bèo kia. Ông mới bế một phát một hơi lên đây ông đặt xuống. Sau khi mà ông hô hấp nhân tạo hà hơi thổi ngạt, thế là bà con Thiên tỉnh lại. Thế là ở giết với ông đến tận bây giờ mà không hề đòi hỏi cưới xin ăn hỏi gì cả. Không à, chết tiền. Kể ra thì chuyện tình cảm của ông bà cũng ly kỳ quá. Tất nhiên rồi, cả cái dãy bờ sông này nhá, chỗ nào đối với ông bà cũng ly kỳ, chỗ nào cũng đầy ắp những ký ức, những kỷ niệm nhá. Dạ. Kể cả cái bụi tre kia cũng là ký ức này, cái gốc ổi kia cũng là kỷ niệm này. Nhưng đặc biệt nhất là chỗ này. Dạ. Bởi vì nó phong thủy. Thế cho nên ông mới bảo hai đứa chúng mày là phải ngồi đây, hiểu không? Ông này. Anh Ngán ơi! Anh Ngán! Nặng quá! Em không chịu được! Anh Ngán ơi! Ôi nào! Cái mồm! Cứ học cả lên để nuôi ra! Đấy! Đấy! Ôi trời ơi! Mồm cứ học lên! Trật tự! Để cho con Thiên nó còn tìm hiểu thằng Phán. Không hiểu. Bà chưa bao giờ hiểu được cả. Con Thiên nhà mình nó vừa đấu giá ở trên mạng được một thằng doanh nhân. Bây giờ chúng nó đang ở ngoài kia để tìm hiểu nhau. Thế nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Cho em ngó một tí. Nó ở ngoài kia. Ngó cái gì ở cái chỗ kia? Kéo cái nhà mà ra. Ôi trời ơi, thế thì thích quá. Đỗ gọn mà ra. Ôi trời ơi. Thiên ơi. Dạ. Mày dòng thằng Phán tiến thẳng về chỗ bà nội mày. Ôi trời ơi, cho bà nội mày phỏng vấn. Nhanh nhanh. Về đây, về đây. Đây. Bà đây. Nhanh cái chân lên. Dạ, đây. Bác. Bác, Tiêu Hòa Giáp. Bác là bà nội của em Xiên ạ. Bà ơi. Bà. Đây là anh Sơi Song Phắn, bạn trai của con đấy ạ. Bà xem có được không? Úi dồi ôi, bà gật ngay từ giây phút đầu. Này, hai bà cháu nhá, tí bị thằng Chí điên, nó xuyên chết đấy. Chính cái vụ mà anh bảo với em mà là anh làm mất con lợn của bà ấy. Đấy, hóa ra là vụ đấy ạ. Trời ơi. Không chịu được. Sao con, sao làm sao trong con? Trong môn nhà cái thằng nào ấy, nó vô văn hóa mà nó vô nghi thức cực kỳ luôn. Thế à? Các cụ đang có câu là ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Thế mà nó để cái xe ngồi tành anh ấy thì bố nó đi qua được à? Chết đi. Bố. Đấy là xe của bạn trai con đấy ạ. Dạ, con chào bác ạ. Không dám. Tao ạ mày. Mà trong môn cái thằng này nó đẹp trai quá ông bà. Này, con Thiên, mày mới tậu được thằng này hả con? Ê, bố. Này, xét về mặt hình thức ấy, thì thằng này nó đẹp trai kịch trần rồi. Lại có cả ô tô. Bố mẹ thì đồng ý rồi. Thế ý anh thế nào? Ý anh thì khác hẳn quan điểm của ông bà. Tức là con cực kỳ ghét những cái thằng nhập trai. Ghét đến mức là hất nước đổ đi mà có thể là gây tội ác. Thế đẹp trai cũng là có tội à nhỉ? Thôi, bà thì biết cái gì? Đi ra đây, để con hỏi nó đã. Kìa, bố này, sao bố lại nhận xét về anh Phắn vội vàng thế à? Bạn trai con ấy là doanh nhân đấy, chứ không phải bình thường đâu. Tao không cần biết nó là thằng doanh gì. Trước tiên tao phải hỏi nó đã. Được, thì tao cho chúng mày quan hệ. Còn không thì Phắn. Dạ, bác gọi gì con ạ? Gọi gì mày đâu? Tao hỏi mày chứ tao gọi mày đâu? Bây giờ
tao bắt đầu phỏng vấn mày đây. Where are you from? Dạ. Dạ cái gì? Tao hỏi mày là nghề nghiệp của mày, mày làm gì? Dạ, báo cáo với bác. Con làm giám đốc của một công ty chuyên về lĩnh vực buôn bán quota. Quota? Dạ. Quota là cái gì? Hả? Quota thì mày buôn bán kiểu gì? À, dạ, tức là công ty của con chuyên về xuất nhập khẩu ạ. À, tao hiểu rồi. Hóa ra thằng này nó là thằng buôn người đấy ông bà. Ôi, ấy, dạ, không. Thế mỗi tháng mày xuất khẩu được bao nhiêu cô gái? Dạ, bác ơi, bác hiểu sai ý của con rồi ạ. Công ty của con là chuyên về xuất nhập khẩu hàng may mặc, rồi con lại nhập khẩu hàng thùng ở bên nước ngoài về ạ. À, nó buôn bán hàng thùng. Thế chứ lì. Tao thủng rồi. Thế bố mẹ mày tên là gì? Tức tước làm sao? Đấy, rồi sinh hoạt ở đâu? À, dạ, thưa bác, bố con tên là Sơi Song Tráng ạ. Thơ Song Tán gì? Ôi trời, ai là thế? Thơ Song Tán, đúng không? Tên của bố mày là rất phổ thông. Dạ không ạ, tên của bố con là Sơi Song Tráng ạ. Tán gì? Dạ, mẹ con là Lê Thị Hoành ạ. Hoành Tán gì? À, dạ đúng đúng ạ. Ôi, trời, dạ, bố mẹ con đều làm chủ tịch tập đoàn ạ. U. Thế này, nè. Dạ. Thế là bố mẹ nó đều làm to cả đấy con ạ. Dạ. Dạ. Chốt luôn đi không bong, chết tiền. Thì ông cứ để con từ đã nghiên cứu lên đi. Nghiên cứu cái gì? Chốt, duyệt. Này, lý lịch hai đời nhà mày là rất là tốt. Đấy, tao có thể tấm 9.5. Này, thế là bố vợ tương lai của mày đồng ý rồi đấy. Nhưng vấn đề mấu chốt là mày đã chân tình với con Thiên chưa? Dạ. À, thế thì bảo Hoành Tráng đến đây gặp ông để nói chuyện người lớn, được ạ? Dạ vâng ạ, thế thì tốt quá. Dạ, thôi bây giờ thì con xin phép ông bà, con xin phép bác để con về nhà thưa chuyện với bố mẹ con luôn ạ. Hắn. Dạ. Bác gọi gì con ạ? Tao bảo mày hắn chứ tao gọi gì mày đâu. Đi về á. Đi về. Dạ vâng ạ, thế con đi luôn ạ. Nhớ bảo bố mẹ thằng thơm nè. Vâng ạ. Này, xét về hoàn cảnh, nhà thằng này khá đấy chứ. Đã. Bố nghĩ là chốt luôn thôi. Thì nói chung là tất cả mọi cái là con ưng hết cả rồi. Nhưng riêng có một điều vẫn cứ lăn tăn. Lăn tăn cái gì? Là thằng này nó đẹp trai quá. Úi giời ơi. Bố ơi, ông ơi. Làm sao? Bố ơi, ở ngoài kia có thằng nào nó phá xe của bạn con ấy ạ. Thôi chết. Sao lại thế? Thế mày đã bắt nó chưa? Để bố tập chết ta luôn đi. Ôi trời ơi, con cái nà mất dạy thế. Quá mất dạy luôn đi nè. Ôi giời ơi, là dùng cái sơn gì mà lau dạ không đi cái này nữa. Thế là phá xe của nó nè. Ôi trời ơi, cái này có chết không? Mất dạy quá cái gì nữa. Trời khổ quá. Quá mất dạy như thế này nè. Thế nào nó phá xe? Này, bố mẹ nó chết hết rồi hay sao không dạy được nó thì để nó đi nó phá xe người ta. Đúng đấy ạ. Ông với bố xem, nó lại còn ghi là thằng nào đỗ xe chỗ này là chó, vẽ thêm đầu con chó gâu gâu nó mới chết chứ ạ. Mất dạy quá. Chết không có chết là phải sơn hết lên xe của con. Thế này là phải mang cả xe đi sơn lại chứ có ít gì đâu ạ. Đấy, thằng nào mà khốn nạn thế không biết nữa. Ừ, cái con Thiên gì mày nói một người thì mình không nhận là tự ủng hộ à? Bác hả? Hóa ra là bác vẽ à? Chứ không tao thì thằng nào vẫn đây. Này con lại cứ tưởng là cái the của nào đỗ thành ảnh này con mới vẽ vào để nhắc nhở. Ừ. Mà bác dặn này, lần sau ấy con đến quan hệ với con Thiên, có cái sân kho cách đây 2 cây, cứ vứt cái the vào đấy cho nó rộng rãi. Mà thôi không phải buồn, nó khắc phục được ngay. Cứ sơn lại theo cái màu bác viết là được ngay mà. Chứ đỗ như này nói thật với tao ấy, bác không viết thì thằng khác nó cũng viết. Đó ạ. Chết. Xe của người ta tiền tỷ mà con lại trang trí cái này, chết tiền. À bác, bác chuyển sang nhà em là 2 thùng Catalia, 1 thùng Camilla. Chiều nay bác mang hết sang nhà cho em nhá. Thôi cô cứ lấy tạm 1 thùng, nhà ngay gần đây hết rồi lại lấy. Mang làm gì nhiều về cho chật nhà. Ô thế bác chả biết gì à? Ngày mai nhà em dỗ ôn bành tổ mới phải lấy nhiều như thế đấy.
thì cứ lấy tạm một thùng này đi đã. Còn mấy cái thùng này chiều tôi phải mang sang cái đám dạm ngõ của nhà Ngao Ngắn Ngẩm ấy. Nhà Ngao Ngắn Ngẩm dạm ngõ ai? Cái con Xiên ý. Con Xiên lấy ai? Ô thế cô không biết gì à? Ôi dồi ôi, cái con Xiên ấy thế mà son nhá. Nghe thấy bảo lấy chồng con nhà đại gia, xuất nhập khẩu quần áo cũ ở trên phố ấy. Thế à? Ừ. Tôi chết rồi con mụ này. Chết rồi con mụ này. Ơ kìa, sao cô lại chỉ vào mặt tôi? Em chỉ vào mặt con mụ Ngẩm ấy. Ừ. Rõ ràng là bảo là gả con Xiên thôi nào em. Thế mà bây giờ nuốt lời. Ờ. Lại đi gả con Xiên thôi nào khác. Ừ. Ôi dồi ôi, con mụ này khốn nạn quá. Khốn nạn thật chứ không phải khốn nạn vừa. Ơ thế à? Vâng. Ừ. Thế thì con mụ này khốn nạn thật. Ô, bà Phú à? Ừ. Ôi, sao trông bà khác thế nhỉ? Cứ mơn mẩn ra. Em chả nhận ra từ con nào cũng chết trong chi này. Ủa, chú gì khác à? Ôi, trông khác thật đấy. Ừ. Trông như cái hot hot girl này, hơn phây. Rồi, tinh thế. Này, chị vừa mới đập hết đi xây lại từ đầu đấy. À. Hơn trăm bạc của người ta lại chẳng khác. Ôi trời ơi. Mình cứ tưởng cái con nào. À, bác Thủy Mỹ Tuồng cho em một thùng Catalia hết bao tiền em gửi. Lấy một thùng cơ à? Vâng. Thôi, chú lấy tạm mấy chai lẻ đi. Cái chỗ này nhà tôi khách đặt hết rồi. Ừ, em mang đi đút lót ra lấy mấy chai lẻ. Phải lấy cả thùng. Này chú Các. Dạ. Nghệ sĩ các chú mà cũng phải đi đút lót. Gớm ai mà chẳng phải đút lót. Chả là thế này. Vựa nhạc biển vàng của chúng em ấy. Là mượn cái sổ đỏ của ông bà Ngán Ngẩm. Mà ông bà Ngán Ngẩm ấy cứ thích uống cái nước Catalia. Lát nữa phải qua nhà ông bà có tí việc thì mang sáng đút lót ông bà cho ông bà ấy sướng. Này, cái Catalia làm từ sâm, những cái người cao tuổi là thích uống lắm đấy. Này, nhà em đi đám nào cũng thế. Đám cưới, rồi đám hỏi, rồi đám thôi lôi, đám sinh nhật, hội nghị, chỗ nào thích uống, thế mới lạ. Ngon bổ rẻ, có lợi cho sức khỏe, tội gì mà không uống. Đấy. Nhà ông Ngán ông đặt mấy thùng ấy, chú sang bên đấy hả? Vâng. Thế chở cho tôi mấy thùng nhá. Ông Ngán ông mua à? Ừ, ông mua mấy thùng. Ôi giời, thế thì đẹp quá, em đã phải mua. Thôi được rồi, bác mang ra xem chở cho. Chú Góc. Dạ. Này chị nhờ tí gì? Có vấn đề gì bác? Rồi, này chị bảo này. Thế nào mà cái thằng Quý nhà chị ý, vâng. Nó cứ thích con Xiên quá cơ. Nhưng mà cái con mụ Ngẩm ấy, rõ ràng là đã hứa gả con Xiên cho nhà chị rồi. Đùng một cái giờ mặt, bây giờ khả con Xiên cho nhà khác rồi. Thế bác không biết à? Bà Ngẩm nó họ hứa mà lì. Bà là hứa thì Ngẩm. Ôi giời. Này, thời buổi bây giờ nhá, đàn bà con gái thích như nào là phải nhích ngay. Không thằng khác có đỡ mất là chết tiền đấy. Này, chú đi biểu diễn đám ma đám cưới nhiều. Chú để ý hộ chị xem là có con nào mà nó cứ xinh như con Xiên ý. Chú mách chị tậu về làm vợ cho thằng Quý nhá. Xinh thì có mặt đầy ấy, nhưng mà bây giờ kiếm được đứa tử tế hiếm lắm. Mà em giới thiệu cho nhà bác cái đứa ngoan ngoãn hiền lành tử tế thì em thơm. Chứ nó mà mất dạy khốn nạn con mẹ ăn thối hoắc. Chả chơi. Giời ơi, thì chị cứ nhờ chú như thế. Ừ, thôi, gớm em chả dại. Đấy, năm ngoái giới thiệu một con hot girl nhá, cho thằng bạn. Thoạt đầu nó rất ngoan ngoãn, xinh xắn, hiền lành, tử tế. Thế mà lo lấy nhau về được qua chục ngày mà thằng chồng nó hơn chục tuổi, thế mà nó mày tao chí tớ với chồng, nó cãi mẹ bố mẹ chồng nó như chém trả. Thế cuối cùng là ông bà đổ vỡ cho em ấy. Tôi chả chơi, mối lái mệt lắm. Thôi thì được ăn thua chịu. Chứ tiêu chí của thằng ngu nhà chị với thằng bố nó ấy là cứ phải xinh, láo một tí cũng được. Xinh mà láo cũng mà chết tiền như bác Thủy Mỹ nhỉ. Chết tiền. Thôi đây, em phải đi đây. Xong chưa? Xong rồi, chú chở đi cho tôi với. Mẹ bốt tông môn nó nhà Ngao Ngán Ngẩm nó cái khoan nói nó vụng. Thế đâm là hôm nay nó lại nhờ em là phải đi phát biểu đại diện cho họ nhà gái. Đấy, ở đấy, này, nói cái phát biểu. Bốt đi xưa thôi chết cha rồi. Cái tờ diễn văn đâu mất rồi không biết này. Còn nhờ mãi mới nó mới thảo hộ mình ở đây rồi. Đấy. Tí nữa đứng phát biểu ấy mà không có cái tờ này ấy. Mặt ấy đực như ngốc nghị. Có phần chết tiền. Anh ơi. Cái gì? Họ đến chưa? Mình chuẩn bị như thế mà họ không đến là chết tiền đấy. Cứ tưởng cái bọn nhà giàu này là nó đúng hẹn lắm. Hóa ra là giờ giấc nó cũng cao su y như nhà mình. Hay anh thử đánh điện xem bây giờ người ta đang ở đâu.
vừa nạp 20. Bây giờ gọi cho chúng nó phát để chết tiền à? Nháy máy thôi. Còn lâu. Chúng nó đến rồi. Chúng nó đến rồi. Này, này. Chúng mày đâu? Chuẩn bị nghênh chiến. Nhanh lên. Chúng mày ơi. Tập trung, tập trung. Chúng mày ơi, đã ra đến rồi. Chúng mày ơi. Họ đến rồi, kiến nhanh lên, nhanh lên. Nào, xếp hai hàng dọc. Xếp thành hàng. Đến rồi, chuẩn bị nghênh. Đến rồi. Cái thằng Công đâu? Công, Công, Công. Thằng Công đâu? Chú Công ơi. Đây, đây, đây. Con đây, con đây, con đây. Dài đến rồi. Ông cho gọi con à? Chứ sao nữa. Anh là tổng đạo diễn của chương trình nhá. Anh phải ra đây có mặt ở đây để anh chỉ đạo diễn xuất chứ gì. Tổng môn nữa chứ gì. Không biết là có cái tờ giấy diễn văn mà để đâu mất để tìm mãi không được. Để con vào con tìm đây. Thôi, 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 thôi. Không phải tìm lúc khác tìm. Bây giờ là cứ phải đối phó với cả bên kia trước đi, hiểu không? Chứ bây giờ vợ chồng tôi không có mặt anh, vợ chồng tôi nóng ngóng thì là bên kia nó khinh đó là chết tiền đấy. Này, 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 có phải cái tờ đấy nào? Để tôi xem nào. Xem nào. Ôi dồi ôi, tổng môn là ngao. Ôi giời, cái đúng cái tờ diễn văn của con ấy rồi. Tao nhờ mãi cái thằng phèo nó mới thảo cho cái bài diễn văn mà bây giờ mày vò nhầu nát thế này chết liền đi. Lúc này tao định nhìn vệ sinh thấy cái tờ giấy này trên bàn tao tưởng bỏ đi. Để con vào con thảo lại không chết liền. Chép lại nhưng chép nhanh nhá. Nhanh lên. Nào tất cả tập trung này, tất cả tập trung này. Tất cả tập trung vào người ta đến rồi kia cả. Tươi lên nhá. Để chuẩn bị lan đón nhà người ta mà nhá. Tươi con nhá. Này, thằng này phải ngó nghiêng nhá, tươi tươi phải về vui lên nhá. Pháo hoa đâu rồi? Đúng lúc nào ông bắt ngay thì bật pháo, hiểu chưa? Nhớ không chết liền. Nhớ đấy nhá. Bắt đầu ăn đó. Các cháu ơi, nhanh lên. Trời ơi, mừng quá. Dạ, con chào cả nhà. Dạ, thưa cả nhà. Đây là bố mẹ con ạ. Hôm nay con đưa bố mẹ con lên đây để nói chuyện người lớn với gia đình mình ạ. Dạ. Chào anh ạ. Chào chị ạ. Mật gậy. Bố ơi, đây là ông bà nội của em Xiên ạ. Ồ thế à? Dạ. Thế đối tác chiến lược của bố đâu? Dạ, bác đứng ở bên cạnh ạ. Thế mẹ của cháu Xiên đâu ạ? Này! Đừng nhắc cái mẹ nó nhá. Nhắc là tôi lộn ruột. Coi như mẹ nó chết rồi. Không nhắc được, không được nhắc nhá. Này, thôi. Này, giảm ga đi. Giảm ga đi, giảm ga. Nhắc mẹ nó, tôi khó chịu. Chết đôi, chứ bây giờ lại đồ lên mà. Tôi không có nói đâu. Cọc đâu. Cọc đâu. Cọc đâu. Cọc đây, con đây, con đây. Cọc, 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 cọc. Thôi. Tôi đã bảo anh là phải có mặt ở đây để chỉ đạo. Ba này ba lộn lời hết cả rồi. À thế ạ? Ừ. Chúng con đến được không? Thì đấy, bọn nó đấy. Xin được nhiệt liệt chào mừng ông bà bên họ nhà giai. Ông bà đến đột xuất đột ngột quá, thế thành thử ra là bên họ nhà gái tôi nát bét hết kịch bản ạ. Thế là như nào ạ? Thế bây giờ này, thế bây giờ lại mời ông bà lên xe, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. để làm gì ạ? Để cho bên họ nhà gái chúng tôi là được đón tiếp họ nhà ra một cách là gọi trân trọng nhất, lịch sự nhất và trang trọng nhất nào mọi gia đình. vâng, trang gia đình trọng nhất. Vâng. Lên đi, lên đi, khi làm quay phim đưa cho chụp ảnh chuẩn bị nhá. Nghe tao quay phim đâu? Đây rồi. Rõ máy ở mặt tao. Bắt đầu. Vâng, họ nhà Ngao Ngán Ngẩm xin được trân trọng chào đón Hoành Tráng Phấn. Vâng, chụp ảnh đâu? Bắt đầu. Vâng, chụp ảnh. Chụp ảnh, chụp ảnh ơi. Để cho chương trình được tốt đẹp, vâng, tôi xin được trân trọng giới thiệu với họ nhà giai. Đây là ông bà Ngán Ngẩm, ông bà nội của cháu Xiên. Vâng ạ. Ông hả? Ôm cái gì? Ôi, ôm theo kịch bản, làm theo kịch bản. Vâng. Hello. Hello, hello. Này, bỏ ra. Cái gì? Làm nào? Kịch bản người ta đạo diễn như thế thì phải ôm chứ, đúng không? Chứ còn thế nữa. Với lại bà này rất buồn cười nhá. Bà phải hiểu là cô Hoành đây với cả thằng Ngao nhà mình, hai đứa là nó bằng vai với nhau. Tôi nhà bố, tôi ôm cô ấy. Nó chỉ như là bố ôm con chứ có cái gì đâu mà bà phải ghen lồng lên như thế nhở? Ông ôm đi, bà bên gì phải ghen như thế không? Không, 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 con chưa xong bà ơi, là đến kịch bản của con bây giờ. Bà ơi, ôi,
Bà phải trật tự nát hết kịch bản chương trình của con rồi. Tiếp tục. Vâng, tiếp theo là giới thiệu với ông bà. Đây là ông Nhật Tinh Ngao, bố đẻ của giáo Xiên ạ. Ngao, ôm. Ôm đi, mẹ ôm đi. Ôm đi rồi. Ôm đi. Không ôm đâu, ông để hôi lắm. Ôm kìa, ôm kìa. Ông bà phải thông cảm nó như thế này. Trong cái cảnh này là chúng tôi phải có cái cảnh giao lưu ôm nhau để lấy tư liệu làm đám cưới cho hai cháu. Ôm nhau có thế này thôi, có cái gì đâu mà quỳ. Ôm đi, ôm đi, ôm đi. Ông để hôi lắm. Ông kia. Chào bác. Thằng Quý đấy à? Bác cho cháu thùng nước Camilla. Đây cháu. Cháu xin. Gớm, mới đi có hơn một năm mà trông cứ như là giám đốc ấy. Dạ. Mới mua xe đấy hả cháu? Dạ, xe của đối tác cháu mượn rồi ạ. Dạ. Của cháu hết bao nhiêu tiền? Có 240.000 thôi. Dạ vâng. Nhìn thấy mày mà bác cứ thấy tiếc tiếc là... Tiếc là như nào bác? Mẹ mày giấm con xin cho mày. Hôm trước thì chả cầm về luôn đi. Để đấy, thằng khác nó vồ mất rồi còn đâu nữa. Thế là như nào nhỉ? Sao cháu không thấy bố mẹ cháu nói gì? Mày thì đẹp trai, con xin thì xinh gái. Hai đứa lại cùng làng, không vồ được nhau. Đúng là tiếc vừa rời. Tao lại cứ tưởng chúng mày chụp được nhau rồi cơ đấy. Dạ cháu với em Xiên cũng chỉ mới hẹn hò nhau qua điện thoại thôi ạ. Trong tình mọi người, mừng ngày Tết phố xá đông vui.